nào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, rạch miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến xa xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, Sa Đéc sang người yêu dấu tháp người Tràm Chim. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ nghe lời rao, cô nàng bán bánh ngon mua giùm em, bánh bía Vũng thơm nè mấy anh ơi. Từ chối đành sao lời rao chân thật, từ chối đành sao vì ngọt đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lạ lời câu vọng cổ. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc Dĩa Bà 23 tháng 4, đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng Riền biệt tứ An Biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất Gò Quao. Mau mên chiều cuối trời u minh sớm muội, Ngọc Hiển rạch Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Gió đưa Trà Vinh trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, Sa Đéc sang người yêu dấu tháp mười Tràm Chim. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ nghe lời rao, cô nàng bán bánh ngon. Ai bánh bía hồng, mua giùm em bánh bía đi anh Tư. Từ chối đành sao lời rao chân thật, từ chối đành sao vì ngọt đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lạ lời câu vọng cổ. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc Dĩa Bà 23 tháng 4, đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng Riền biệt tứ An Biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất Gò Quao. Mau mên yêu cuối trời u minh sớm muội, Ngọc Hiển rạch Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Ruộng
xanh tốt tươi bao đời núi ta cũng lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Ruộng xanh tốt tươi bao đời núi ta cũng lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Đó, thấy chưa? Thấy vui không? Dạ vui. Thấy chưa? Nè, về miền Tây nè, có rất là nhiều chợ nè, con thấy không? Dạ, đó. Miền Tây vui quá ông ơi. Nhiều trái cây nè. Trái cây ngon nữa nè. Nhiều món ăn nữa nè. Bữa tặng toàn là do miền Tây, ai cũng chân chất tặng con không nè ông. Đây là tặng không mà, tặng không mà. Không ai bán hết rồi. Mà đặc biệt nha, miền Tây nhiều gái nữa. Nữa. Nhiều con gái. Đúng rồi, nhiều con gái. Dạ, gái chị gái, chị gái già. Vậy hả? Vậy hả, bà nội của cậu hả? Trời ơi, miền Tây hiếu khách quá đi. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người. Dạ, ủa? Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Cái gì, có gì lạ không? Mà ngạc nhiên cái nào ông? Sao ở nhà má con không thấy ông? Mà ra đây sao ai cũng thấy ông hết trơn không? Ủa sao vậy, má bị đuôi hả? Đó, bà già bộ đó, bà thấy hết á. Không thấy má con xô ông, cái muốn té ngửa luôn. Còn mấy đứa này thấy là phải rồi. Đám này đám tiên đồng ngọc nữ á. Quá bếp xuống đây hoài à. Đi hái đào đi. Nó làm gì thôi, cuối tháng nó lãnh lương nè. Đó, hồi là hồi nó vô lãnh lương nè. Đó, bực mình ghê thôi. Mà ông nó nghe nè ông. Sao công nhận con thấy ông á, mặc cái mấy cái đồ này nè. Nhìn chân chất dễ thương dễ sợ luôn á. Giống dân miền Tây còn á. Cái mặc đồ sáng ông nhát con á, ghê quá à. Nó rồm ra phức tạp quá à. Nhìn con giống... biết không? Cái này có 300.000 à con. Ủa vậy hả? Còn cái bộ sáng 2 triệu á. Thằng make up chứ thằng thiết kế đồ á, nó ăn ông 2 triệu bạc á. Ham hố chi nè, rắn râu vô muốn nuốt hết mấy cọng râu luôn vậy. Đây nè, bây giờ trong bao tử là nguyên rừng râu đó. Trời, mệt mỏi lắm con, thôi mình đi tiếp đi. Dạ, đi tiếp. Mình đi ông, đi. Ê Bách Tài ơi, Bách Tài chờ ngộ ly ơi, Bách Tài ơi. Bách Tài hơ hơ, chờ ngộ ly ơi, đây à, hơi gọi rồi. Ôi, ngộ ly, ngộ ly gấp lắm à. Ly về lắm, cưới con gái á, ly chở ngộ ly Bác Tài. Trời đất ơi, Bác Tài. Dạ, em không phải Bác Tài, ăn mặc nhìn sao Bác Tài được. Không phải Bác Tài, Bác Tài lâu rồi. Bác Tài ơi, Bác Tài ơi, chạy xe đi Bác Tài. Ổng kìa, giống như ổng điếc vậy trời ơi. Bác Tài. Ủa chị với Bác Tài lâu rồi. Ổng kìa, Bác Tài, chạy xe. Ây da, Bác Tài. Cái gì? Trời ơi. Tao cái mắt kiến già đều, mắt kiến đem hù tao mắt từ nãy giờ không đi gì hết trơn trời à. Mà cái gì? Bác chạy xe. Chạy xe đi rồi coi như là chở tôi về với quê á, lấy tôi ăn lắm cưới cô con gái á mà. Gấp gấp giùm đi ha. Nị gấp á. Đúng vậy. Thì đón xe khác mà đi. Bây giờ có ba người mà chạy cái gì? Bây giờ bậy bạ hoài, ly bộ ly xe khác rồi lấy xuống dưới là ly là ngộ sảy luôn nha. Lũ rồi, lũ rồi. Bốn người mới chạy. Đây nè, đây là bốn người rồi còn muốn gì nữa. Đúng rồi. Tôi nói bốn người. Đây nè, 1 2 3 4 4 3 2 1. Chết gì? 4 3 2 1. Tôi nói bốn người là bốn người khách rồi. Đây nè, bốn người là 1 2 3 4 4 3 2 1. Chết gì? Say say sam sam si chụp chi. Xin được cái mặt trả sẵn sạch vậy. Tôi nói bốn người là bốn người khách rồi, hiểu chưa? Thôi. Bây giờ mấy người ở đây ngoắc khách giùm tôi đi, đón khách giùm tôi đủ bốn người á. Rồi tôi qua tôi chạy, tôi đưa xuống dưới tống hành cho. Chạy đi Bác Tài. Thôi nè, bây giờ tôi đi uống cà phê. Thôi lấy lấy chuyện gấp mà. Chừng nào đủ bốn người khách hú tôi qua tôi đưa mấy người đi. Thôi lấy đi. Lấy. Trời ơi, cha này chả làm tài xế hay chả bán vàng vậy trời. Sao chảnh dữ vậy trời. Bác Tài ơi, Bác Tài, đợi tôi với Bác Tài ơi. Ê, đi đi Bác Tài, Bác Tài. Bác Tài, đủ người đây. Đi Bác Tài. Bà chị, con. Gì vậy? Ra đây. Dạ, tầm bậy tầm bạ cái này không phải Bác Tài đâu. Con ra đây. Bác Tài đó đi uống cà phê rồi. Chà. Mắt đuôi mắt lé mắt lòng tròng té nổ anh nhìn cho kỹ đi con, ta là ca sĩ đó. Ừ. Bác Tài gì? Ta đẹp lồng lộn lên vậy mà hô người ta Bác Tài. Trời ơi đúng rồi, ca sĩ phải không? Dẫn ra em nhìn cái mặt quen quen. Đúng rồi, ca sĩ Khu Huy Vũ phải không? Trời ơi, con đã nhận ra con mời người ta. Trời ơi, ngoài này có bưởi con. Ngoài có bưởi rừng. Cái tài già này mất dịch à. Gì? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đừng nói chả mê tôi nghe. Nhìn à. Cưng mất cửa đâu cưng. Nhìn thấy quen quen. Quen không mà nhìn. Quen. Quen thiệt không? Thiệt. Quen xong vậy đuôi. Quen không? Ý bà nói ông là cháu ông. Trời đất ơi. Ê bà nội.
bà nghĩ sao bà nghĩ cái mặt tôi đẹp lồng lộn lên vậy, bà nói tôi lặn chó bà, cho nên tôi xuống lặn chó. Tụi hèn chi bà nói tôi dãy đuôi trời đó bà. Trời trời ơi, vui tao bà làm gì ghê vậy? Ủa còn cha già này sao không nhìn vậy, quen không nhìn? Ngộ lâu có ngu, ngộ nói quen rồi lị nói ngộ là cái con chó quỷ luôn vậy. Vậy, không có quen không có nhìn nha. Vậy là không quen phải không? Lúc giờ không quen không có nhìn. Không quen thiệt phải không? Lúc rồi không quen. Không quen sao không cắn? Bà nói câu này là nặng hơn á, tôi chỉ dãy đuôi thôi còn ông cắn người. Ý bà nói hai đứa mình là đồng loại đó. Cái con mẹ này chắc là ngộ tả lị sĩ và cái con á. Tả lị sĩ là gì? Tả lị sĩ là gì? À lị lị nói là lị lị tả là lị sĩ la. Ồ tả mà sĩ á là cái gì? Là lị lị tả là lị sĩ la. Là cha đánh là thấy bà nội bà đó. Ôi quá chị không biết nè, đây vui thôi, vui vui. Chứ chị mà nói thiệt á là người ta chửi chị đó, chị hiểu không? Ừ vui thôi. Vô duyên đó, hiểu không? Vô duyên nào vô duyên? Đi ăn sầu riêng chấm chuối chiên đi là gì có duyên. Thôi ăn sầu riêng chấm chuối chiên là hết vô duyên hả? Chứ ngày nào tôi cũng ăn nguyên tô rổ bò viên mà không có duyên. Thôi nói nghe nè, mình đủ bốn người rồi, kêu cha tài xế ra đi. Chưa, trời ơi, tôi đang có chuyện vui. Trời vui mà không cho ta kể cho nội này à. Vui cái gì, người ta chờ ly xe mà vui gì. Biết sao ông gia đình Tám có chuyện vui ghê lắm. Kể đi. Vui lắm. Với Tám kể chồng chết. Cha này mới có duyên nè. Nghĩ sao chồng chết mà vui. Đi ăn chuối chiên chấm sầu riêng đi. Chứ vui cái gì á Lị? Biết sao vui không? Sao? Mới bị chồng bỏ. Trời đất ơi. Vui sao vui luôn vậy? Con mẹ này cũng quá là chồng bỏ mà nó cười te tét á. Vậy là chắc thằng chồng này nó giàu lắm, nó chia ra còi tài á. Sao đơ quá vậy, bộ không vui vậy? Đi xịt keo. Sao vậy, vui mà. Vui gì, chồng bà bỏ mà sao bà vui? Biết sao không? Sao? Ông anh không biết gì hết trơn á à. Biết sao, tôi có hai đứa con mà chồng tôi nó bỏ tôi á, mà nó dành nuôi hai đứa con luôn, cái tội nghiệp nó ghê không? Ây da, sao bà không dành cái con lấy lùi xe hả? Biết sao mà tôi tội nghiệp nó không? Hả? Sao vậy? Tại hai đứa đó đâu có nào con nó đâu mà nó dành. Thôi không? Bà này bà thân với hàng xóm hơn. Cái con bánh bèo này cũng... Không, con này không phải kêu bánh bèo, mà con này kêu là cái con bánh xèo á. Tôi cũng bái bà làm sư phụ luôn á. Ở miền Tây con gái vậy không hả? Hả? Ở miền Tây không có. Cái gì? Bà nội này là bà ngoại hạng con, chứ con gái miền Tây người ta đàng hoàng lắm, ta nhu mì lắm, con hiểu không? Gái miền Tây là hiền thục mỹ lệ đoan trang. Đúng rồi, chứ không phải là ca sĩ hạng B này. Con tưởng ai cũng giống này, chắc con chạy về trước. Không phải đâu. Nè chị đừng có nói bậy nói bạ như vậy nghe. Rồi mấy đứa nhỏ nó nghĩ là con gái miền Tây người nào cũng giống như chị hết trơn, chị hiểu không? Trời ơi, tôi là ngoại lệ rồi, không có đứa nào mà giống tôi được đâu. Tôi là hết chưa. Mệt mỏi quá. Đi đây. Bác Tài đâu mà lấy. Tài xế ơi. Tài xế. Ơ Bác Tài ra đây kìa. Bác Tài đúng rồi. Đây Bác Tài. Đi chứ Bác Tài. Gì? Bốn người đó. Bốn người. Đủ bốn người rồi hả? Đúng rồi. Rồi, đi. Dạ, đi. Lên xe. Cha tài xế này cha chậm. Chậm lắm. Ê, tôi ngồi kế Bác Tài. Đứng kế Bác Tài. Đi. Thằng đi đi. Xí. Bác Tài. Xe này xe gì? Xe lam không thấy hả mà hỏi. Xe lam đâu chết rồi, xe lửa vậy ba. Tôi thích vậy đó. Dạ, mấy người không thích thì mấy người xuống đi bộ. Thằng này nó không phải tài xế là ngộ tả nó rồi á. Rồi thôi chạy đi. Ngồi im nha. Rồi chạy à. Trời trời, gặp cha tài xế thần kinh. Thần kinh bán bánh in, giảm cái đinh té xuống sình. Cái người hôi rình. Làm nhảm gì đi cho nội. Bé đâu nói gì đâu. Đi. Thôi im. Anh chạy đi. Chạy. Anh giật coi. Trời. Giật coi. Bán bánh in. Lạ quá. Bán bánh in. Cái cậu này lạ nha Tâm. Thần kinh bán bánh in. Ôi coi ngoài chạy vậy rồi. Chạy. Chạy chưa? Xe chạy rồi đứng im vậy trời. Bây giờ làm gì? Lắc cho nó giống đang đi. Làm gì? Giống mấy con điên quá vậy. Quá. Tám sau này giống mấy con điên vậy ta. Mấy con điên gì? Trời đất ơi, vậy cho nó giống đang đi xe. Anh coi. Ê, nhảy đâu ra ngoài vậy? Trời ơi, bị điên rồi. Cho nó nghe cái đám.